Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền tin tức về nữ TikToker có tên tài khoản Phanh Nè, tên thật Lê Phương Anh, sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, đã biến mất, không thể liên lạc được sau khi bị kênh Chưa Biết phốt. Đêm ngày 29 tháng 6, người nhà và bạn bè đã tìm thấy Phương Anh tại bờ hồ ở Hà Nội. Sau khi trở về nhà và lấy lại được bình tĩnh, Phương Anh đã lên tiếng chia sẻ về những lùm xùm vừa qua. Cô cho biết bản thân muốn làm chuyện dại dột để minh oan cho bản thân trước những hành vi công kích từ cộng đồng. Bản thân mình đã bị các tài khoản Facebook, TikTok như Khánh Bùi, Linh Thái Tử, Ngũ AK, Lê Quang Đại đăng tải các bài viết nói xấu, bôi nhọ danh dự nhân phẩm của mình với các nội dung như một hot TikToker 600k follow trong quá khứ làm công nhân đóng gạch cho một công ty lớn tên là Hải Chan Bank. TikToker này cũng chính là người yêu của Hùng Đi Du, người được mệnh danh là thám tử TikTok, Phương Anh chia sẻ. Đáng chú ý, mỗi bài viết, video được đăng tải hiện nay đang thu hút hàng nghìn lượt tương tác, comment, share với những lời lẽ, nội dung tiêu cực. Hiện tại tâm lý mình đang rất bất ổn, lo sợ, hoảng loạn, bất an, mình không dám ra khỏi nhà, Phương Anh nói. Không chỉ nữ TikToker, gia đình của cô cũng bị ảnh hưởng. Họ đang rất hoang mang, lo lắng cho con gái trước sự công kích của cộng đồng mạng. Hiện gia đình đã tìm đến đơn vị pháp lý để nhờ hỗ trợ, giúp đỡ. Trao đổi với truyền thông, luật sư Lê Hồng Hiển, đại diện pháp lý của Lê Phương Anh cho biết, theo thông tin chúng tôi đã thu thập được cho thấy, các đối tượng có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật, suy diễn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị Phương Anh. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu của tội làm nhục người khác và tội vu khống theo quy định tại Điều 155 và Điều 156 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hiện tại, đại diện pháp lý của nữ TikToker và hãng luật Lê Hồng Hiển cùng cộng sự cũng đã thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan cũng như gửi đơn tố giác các đối tượng ra cơ quan công an để điều tra xử lý theo quy định. Việc làm này là nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho Lê Phương Anh. Ở một diễn biến khác, kênh phốt Phương Anh mới đây cũng đã bị cho bay màu. Theo đó, với hơn 1,2 triệu lượt theo dõi cùng nội dung là những thông tin giật gân, kênh TikTok Chưa Biết đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của người dùng mạng thời gian qua. Các video của kênh Chưa Biết thường đào bới những câu chuyện tình cảm, lùm xùm và các thông tin nhạy cảm của những người nổi tiếng trong showbiz. Tuy nhiên, đây là những thông tin chưa được kiểm chứng, những tin đồn, suy đoán được cắt ghép để tạo dựng câu chuyện theo hướng tính giật gân, đánh vào sự tò mò của cộng đồng mạng. Hai clip có tiêu đề Quá khứ của Mizu và Sự thật về Mizu do kênh này đăng tải đều thu hút trên 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn cùng lượng tương tác lớn. Vào tháng 5, Mizu có đơn khiếu nại lên Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xử lý kênh này. Tuy nhiên ngay sau đó, chủ kênh có động thái thách thức bằng cách đăng tải thư mời làm việc của sở, trong khi Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp nhận xử lý, phía Mizu giữ động thái im lặng, Chưa Biết không một tiếp tục đăng tải clip với tiêu đề Chưa Biết xin lỗi Mizu. Trong clip, kênh này chia sẻ, không có vụ đó đâu, chiến dịch MD toàn thắng nhé anh em. Sau khi khởi kiện Chưa Biết tại Việt Nam thất bại, MD tiếp tục nộp đơn kiện tại Tòa án Quốc tế về bản quyền thiên niên kỹ thuật số, quyết tâm hạ Chưa Biết đến cùng. Ngoài Mizu, hàng loạt nghệ sĩ Việt như Trường Giang, Lan Ngọc, Ngọc Phước đều bị kênh này tấn công. Có thể nói, mạng xã hội ngày càng phát triển, tốc độ lan truyền hình ảnh, video vô cùng mạnh mẽ, sự công kích của cộng đồng mạng có thể để lại hệ lụy khó lường với bất kỳ ai. Với sự việc này, cần cơ quan chức năng cần vào cuộc để giải quyết, có hình phạt nghiêm minh đối với những người xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Đây cũng là sự thể hiện của thượng tôn pháp luật, đồng thời răn đe những đối tượng có ý định dùng hình ảnh của người khác với mục đích xấu.